Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, gần 50 vạn cử tri của tỉnh Lào Cai đã hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng của mình, bầu ra những người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân. Trong ngày bầu cử, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thực hiện trách nhiệm công dân và kiểm tra nhiều điểm bỏ phiếu trong tỉnh. Qua kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị chú đáo, các bước tổ chức khoa học theo đúng chỉ đạo của Ủy ban bầu cử các cấp. Việc bầu cử diễn ra an toàn, trật tự, đúng luật định và dân chủ. Cử tri đều thể hiện tinh thần, ý thức, trách nhiệm cao khi nghiên cứu thông tin các ứng cử viên trước khi bầu. Đặc biệt là việc đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã được thực hiện nghiêm túc. 100% cử tri tại các điểm bỏ phiếu đều thực hiện việc khai báo y tế, đo thân nhiệt và thực hiện đúng thông điệp 5K. Qua kiểm tra cho thấy, cử tri rất hồ hởi, phấn khởi tham gia bầu cử, lựa chọn những đại biểu ưu tú nhất bầu vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Trong ngày hôm nay 23 tháng 5, tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh có rất nhiều cử tri đặc biệt đi bầu cử, thực hiện quyền công dân thiêng liêng. Hình ảnh cụ bà 100 tuổi, mặc dù đi lại khó khăn, nhưng vẫn cố gắng tới bỏ phiếu từ sớm khiến nhiều người xúc động. Đó là cụ Trần Thị Loan, cử tri phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai. Vinh dự tự hào là những cảm xúc của cụ Loan trong ngày bầu cử hôm nay. Mặc quần áo và cẩn thận thì là đi ra ngoài này bỏ phiếu thế là được phấn khởi. Là trăm tuổi đầu mà đã được đi ra ngoài văn hóa bỏ phiếu, thế này là vinh dự lắm rồi. Mong bây giờ thì phát triển hơn thì là tốt hơn. Những hòm phiếu lưu động này là để phục vụ những cử tri đang nằm điều trị tại bệnh viện, không đi lại được và một số cử tri đang cách ly tại nhà. Với bà Vàng Thị Gánh, một cử tri đang điều trị dài ngày tại Trung tâm Y tế huyện Simacai, thì hôm nay là một ngày rất đặc biệt khi thùng phiếu được đưa đến tận giường bệnh để bà thực hiện nghĩa vụ và quyền công dân của mình. Hôm nay được tổ bầu cử mang hòm phiếu đến tận nơi để giúp tôi bỏ phiếu. Tôi rất vui và cảm ơn mọi người đã giúp tôi thực hiện quyền công dân của mình. Tại khu cách ly tập trung Trung đoàn 254 có 272 cử tri tiến hành bầu cử. Đây chính là những cử tri đặc biệt của kỳ bầu cử này. Họ là lực lượng quân đội, công an, y tế phục vụ tại khu cách ly tập trung và các công dân đang thực hiện cách ly theo quy định. Đọc trước những cái mà tiểu sử tóm tắt của những cái ứng cử viên tham gia trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội lần này và Hội đồng Nhân dân các cấp, cho nên là thời gian bỏ phiếu rất là nhanh gọn và cái mình cũng có lựa chọn ra được những cái ứng cử viên tiêu biểu và phục vụ cho đại diện cho quyền lợi của mỗi người dân. Hơn 200 cử tri là những lái xe đường dài chở hàng xuất khẩu sang Trung Quốc đã được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình ngay tại điểm bỏ phiếu lưu động ở khu vực cửa khẩu. Việc đó rất là thuận lợi, tạo điều kiện cho anh em lái xe, nếu mà ở xa, người ta đi làm xa không được thì người ta được bầu cử ở đây. Nó tạo điều kiện tốt cho anh em lái xe. Trong ngày bầu cử này, cùng với sự chuẩn bị của các địa phương, mỗi cử tri đều có cảm xúc riêng. Nhưng tựu chung, ai cũng muốn sẽ lựa chọn đại biểu đủ sức, đủ tài, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân. Đúng 7 giờ ngày 23 tháng 5, cử tri thuộc các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 2 đã thực hiện bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Toàn quân khu 2 có 41 khu vực bỏ phiếu với hơn 21.000 cử tri. Tham gia bỏ phiếu cùng nhân dân địa phương tại 204 điểm bầu cử với gần 7.000 cử tri, gồm cán bộ chiến sĩ công tác ở Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, thị xã, các đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị của các đoàn kinh tế quốc phòng, cụm điệp báo, các tổ trạm thông tin. Các phương án đảm bảo cho bầu cử đã được lực lượng vũ trang quân khu 2 chuẩn bị chu đáo, đúng quy định để ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn của cán bộ chiến sĩ và toàn dân. Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, 100% cử tri thuộc các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang quân khu 2 đã hoàn thành việc bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Sáng 23 tháng 5, cùng với các tỉnh thành trên cả nước, tại tâm dịch Bắc Giang, công tác bầu cử được Bộ Y tế hỗ trợ nhằm đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Là điểm nóng dịch bệnh với khoảng 1,4 triệu cử tri, trong đó có 10.603 cử tri thuộc diện F1 được cách ly y tế tập trung, 47.072 cử tri F2 hiện đang cách ly tại hộ gia đình. Bắc Giang đã phải triển khai bầu cử với nhiều phương án trong điều kiện nhiều nơi trên địa bàn thực hiện cách ly y tế, giãn cách xã hội. Đối với cử tri cách ly tại nhà, tổ bầu cử mang hòm phiếu tới từng nhà. Tại các điểm bầu cử khác, các tổ bầu cử đã quy định từng ngõ, từng khu đi bỏ phiếu theo giờ để đảm bảo giãn cách và thực hiện nghiêm ngặt 5K. Các
Các hòm phiếu, thùng phiếu, phiếu bầu, con dấu đều được khử khuẩn thường xuyên. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong ngày bầu cử đã giúp cho việc kiểm soát dịch bệnh, kiểm soát cử tri và phiếu bầu được diễn ra an toàn, nhanh chóng, chính xác, góp phần tạo nên thành công cho ngày bầu cử. Quét mã QR bằng điện thoại thông minh, đo thân nhiệt hay trang bị những máy khử khuẩn tự động là hình ảnh ở những điểm bầu cử diễn ra trong ngày hôm nay. Chỉ cần vài thao tác đơn giản, cử tri được kiểm tra y tế kỹ lưỡng trước khi tiến hành bỏ phiếu. Cùng với đó, việc triển khai phần mềm bầu cử đã giúp đơn vị bầu cử đánh giá tiến độ cử tri đi bầu, cập nhật tiến độ kiểm phiếu, báo cáo tổng hợp kết quả bầu cử. Việc ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những dấu ấn giúp cho ngày bầu cử năm nay diễn ra thành công. Trong ngày hội toàn dân thông qua mỗi lá phiếu, các cử tri đã gửi gắm niềm tin, chọn ra những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho tiếng nói, ý chí, nguyện vọng của mình. Bỏ phiếu lần này là thứ 14 của đời tôi. Thế lần này tôi cũng rất cầm lá phiếu được bỏ cho mọi người, rất tin tưởng làm sao cho mọi người có tài, có đức mà có chí hướng để xây dựng nhà nước và xây dựng chính quyền và đồng thời bảo vệ quyền lợi nhân dân, bảo vệ quyền lợi cho và xây dựng đất nước một ngày một vững mạnh. Là cử tri trẻ lần đầu tiên tham gia bỏ phiếu thì em cần cảm thấy mình cần có trách nhiệm đúng, tuân thủ đúng quy định khi tham gia bầu cử và mong muốn với lá phiếu của mình thì các đại biểu sẽ có thể cân nhắc các chính sách giúp đỡ các học sinh nghèo vượt khó, các học sinh vùng dân tộc thiểu số có thể có điều kiện tốt hơn trong học tập. Người dân có cái quyền lợi được tốt nhất và đặc biệt là các cái nhà máy tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tôi cảm thấy khu công nghiệp đây rất là khang trang và sạch đẹp. Tôi rất tin tưởng là sẽ lựa chọn được những người đủ đức đủ tài để mà cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thôn chúng tôi. Mặc dù đây là lần thứ hai đi bầu nhưng mà tôi vẫn rất là hồi hộp và cùng với đó là cảm giác vinh dự, phấn khởi và tự hào. Và trước khi bầu cử thì tôi đã nghiên cứu rất là kỹ lưỡng về tiểu sử tóm tắt cũng như là chương trình hành động của các ứng cử viên. Và tôi kỳ vọng rằng những đại biểu đắc cử lần này sẽ đem hết sức mình để thực hiện những ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Thì hôm nay biểu bỏ lá phiếu bầu cử những người có đức có tài, những người có uy tín, đại diện cho nhân dân, cho bà con sẽ quan tâm đến đời sống của bà con cũng như nhân dân trong cả nước. Thưa quý vị và các bạn, tính đến 19 giờ hôm nay, tại 1.138 khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh, cử tri đã háo hức đi thực hiện quyền nghĩa vụ công dân của mình trong ngày bầu cử, với tỷ lệ bỏ phiếu đạt trên 99,99%, tổng hợp của phóng viên thời sự. Theo quy định, việc bỏ phiếu được bắt đầu chính thức từ 7 giờ sáng, tuy nhiên đã có 445 khu vực bỏ phiếu tổ chức khai mạc sớm để cử tri thuận tiện trong việc sắp xếp thời gian đi bầu. Cuộc bầu cử năm nay thì diễn ra trong một cái điều kiện rất là đặc biệt, tức là chúng ta đang phải thực hiện cái phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thì chúng ta đã có cái hết sức là chủ động. Ví dụ như là đã thực hiện việc test nhanh cái COVID cho tất cả các cái thành viên các tổ chức bầu cử từ tỉnh đến huyện đến xã, các tổ bầu cử. Thế rồi là thực hiện cái việc khai báo y tế. Tại tất cả các điểm bỏ phiếu trong tỉnh, lễ khai mạc bầu cử được tổ chức trang trọng, cử tri đến tham dự được đo thân nhiệt, quét mã QR. Tất cả các khu vực bỏ phiếu đều được sát khuẩn, đảm bảo quy định an toàn trong phòng chống dịch bệnh. Gần 50 vạn cử tri của Lào Cai đã nô nức tới các điểm bỏ phiếu để tham gia lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Tính đến 15 giờ chiều ngày hôm nay thì đã có 4 huyện hoàn thành 100% cái số cử tri đi bầu cử. Đó là các huyện như là Mường Khương, Bắc Hà, Simacai, huyện Văn Bàn. Đến thời điểm này thì các huyện còn lại thì cũng đã đều có số cử tri đi bầu là đạt trên 99% trở lên. Tỉnh Lào Cai có 2 đơn vị bầu cử, bầu 6 đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu 55 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, bầu 289 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và bầu 3.222 đại biểu Hội đồng Nhân dân của 152 xã, phường, thị trấn. Tính đến 19 giờ hôm nay, tại các khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh, cử tri đã háo hức đi thực hiện quyền nghĩa vụ công dân của mình trong ngày bầu cử, với tỷ lệ bỏ phiếu đạt trên 99%. Dự kiến của Ủy ban Bầu cử tỉnh, danh sách đại biểu trúng cử sẽ được công bố 24 giờ sau khi kết thúc thời gian bầu cử. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.